Bà hôm nay bị làm sao nhỉ? Chị đã nói là đọc đúng tên chị đi rồi chị trả lời mà em lì quá. À chị Lành, hôm nay chị đi uống cà phê hả? Sao mà mặc cái đồ gì mà xong rồi gần Chị giả cho một cái đó. Đừng có gọi cái tên cúng cơm của chị nữa, ai cho vậy? Cái thằng này. Chắc em chưa biết đâu ha. Chị không nói sao em biết. Thì bây giờ chị chuẩn bị nói nè ha. Sao chị nói đi rồi em mới biết chứ. Chị nói là em sẽ biết đó. Chị nói em mới tức chị này chứ. Vậy bây giờ chị nói nha. Thì chị nói đi. Ừ. Chị xin trân trọng thông báo, đó chính là cái bộ phim mà hôm trước chị em mình đi cast á. Chị đã đậu vai chính rồi đó. Hoàng Yến vai cá bóng. Em vai cá bóng. Trời. Cái vai này hay lắm. Em là em cast á, không cần cast luôn. Tự nhiên người ta vô nhìn em vô vai cá bóng, hợp vai luôn. Coi tiếp đi, coi tiếp, coi tiếp. Nhã Quang trong vai tấm nè. Phải vai tấm này. Đúng rồi. Xong thôi. Nguyễn Thị Lành vai tấm Tống Thế. Ủa, vai tấm Tống Thế. Ờ, vai tấm Tống Thế là sao? Là cái cảnh mà tấm bay lên cây cao chặt cao á, xong rồi té từ trên xuống á, là Nguyễn Thị Lành đóng á. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.